2019 tạo sức hút lớn với cộng đồng startup Đà Nẵng. Khởi nghiệp sáng tạo được xem là từ khóa quan trọng nhất của công cuộc phát triển đất nước hiện nay. Tinh thần khởi nghiệp sáng tạo đang được lan tỏa mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, mọi địa phương, mọi tổ chức trên khắp cả nước. Tinh thần đó càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong cộng đồng startup công nghệ bởi sự phát triển các công nghệ 4.0 đang biến đổi từng giờ trong kỷ nguyên số. Làm thế nào để đưa ý tưởng sáng tạo trở thành sản phẩm khởi nghiệp thành công là vấn đề đặt ra hàng ngày, hàng giờ đối với các startup công nghệ. Hiểu rõ những thách thức của startup công nghệ Việt, bắt kịp với xu hướng phát triển công nghệ trong thời kỳ chuyển đổi số, với mong muốn đồng hành và hỗ trợ cộng đồng startup công nghệ Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa, giải thưởng NTDV 2019 đã mở thêm một hạng mục mới, Công nghệ thông tin khởi nghiệp sáng tạo trong hệ thống giải thưởng công nghệ thông tin khởi nghiệp. Việc mở rộng thêm hạng mục giải thưởng này cũng chính là mở ra cơ hội cho startup công nghệ được thử sức mình trong một sân chơi lớn như giải thưởng NTDV và có cơ hội được hỗ trợ phát triển sản phẩm cũng như đầu tư thương mại hóa sản phẩm ra thị trường với các diễn giả là những chuyên gia công nghệ nổi tiếng đại diện các doanh nghiệp viễn thông lớn đại diện ban tổ chức ban giám khảo và các thí sinh đã thành công từ giải thưởng nhân tài đất việt ntdv nhà báo phạm huy hoàn tổng biên tập báo điện tử dân trí trưởng ban tổ chức ban tổ chức giải thưởng ntdv ông nguyễn long tổng thư ký hội tin học việt nam chủ tịch hội đồng giám khảo ntdv ông nguyễn văn tấn phó tổng giám đốc tổng công ty truyền thông vnpt media phó trưởng ban tổ chức giải thưởng ntdv ông lê nhân tâm Giám đốc công nghệ IBM Việt Nam, ông Lê Công Thành, giải nhất NTDV 2016, ông Lê Văn Trung, đại diện nhóm tác giả Đại học Duy Tân, giải nhất NTDV 2017. Buổi giao lưu đã có cuộc hỏi đáp đầy thú vị. Hàng chục công trình, sản phẩm đã được vinh danh trên trường quốc tế. Phát biểu tại chương trình giao lưu, ông Phạm Huy Hoàn trưởng ban tổ chức giải thưởng NTDV cho biết Năm 2019 đánh dấu chặng đường 15 năm tìm kiếm và tôn vinh nhân tài đầy tự hào của nhân tài đất Việt. Đã có hàng trăm công trình khoa học, sản phẩm công nghệ được vinh danh tại giải thưởng, trở thành bệ phóng vững chắc cho hàng trăm sản phẩm được ứng dụng vào thực tế, phát triển và mở rộng thị trường, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển nền công nghệ nước nhà. Và từ đó, có hàng chục công trình, sản phẩm đã được vinh danh trên trường quốc tế. Điển hình là giải nhất NTDV trong lĩnh vực công nghệ thông tin về ứng dụng trong quản lý tài chính là sản phẩm Money Lover của nhóm tác giả do anh Ngô Xuân Huy, Hà Nội làm trưởng nhóm, đến năm 2017 đã được 22 quốc gia trên thế giới sử dụng, với trên 2 triệu thiết bị được cài đặt Money Lover. Những thành công của 14 năm đã qua cũng là động lực thúc đẩy giải thưởng nhân tài đất Việt càng phải đổi mới mạnh mẽ, thu hút thêm nhiều công trình, sản phẩm chất lượng tốt, nhiều nguồn lực cùng đồng hành giúp sức các tài năng Việt Nam trên hành trình bền bỉ chinh phục khoa học và công nghệ. Nhà báo Phạm Huy Hoàn nói. Nhà báo Phạm Huy Hoàn cũng thông tin, trong khuôn khổ diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng vừa diễn ra tại Paris, Pháp ngày 30 đến 31 tháng 3 năm 2019. Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng do Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu, Apps Global, phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao. Đây là nơi hội tụ của trên 200 người Việt có tầm ảnh hưởng, nhằm tạo ra những hợp tác tích cực, đánh thức tiềm năng đất nước, góp phần vào sự phát triển chung của Việt Nam đưa giá trị Việt cạnh tranh toàn cầu. Tại diễn đàn này khi trao đổi về nguồn gốc những sản phẩm mang tên đất nước, nation branding, nhiều diễn giả Việt kiều trên thế giới có nhắc đến hai cụm từ, from the cancer, bắt nguồn từ tầm trí tuệ và from the education, bắt nguồn từ chất lượng giáo dục đào tạo. Nhãn hiệu các sản phẩm công nghệ thông tin mang tên đất nước là giải thưởng nhân tài đất Việt với hành trình 15 năm tìm kiếm nhân tài lần đầu tiên được giới thiệu tại diễn đàn quốc tế này. Ngay tại diễn đàn quốc tế tại Paris, Ban tổ chức đã nhận được sản phẩm đầu tiên tham dự từ tiến sĩ William Nguyễn, Nguyễn Đình Quý, hiện là một nhân vật có tầm ảnh hưởng và đang làm việc tại Mỹ. Sản phẩm có tên là VietSearch, một sản phẩm tập trung vào mảng tổng hợp, xử lý dữ liệu tự động ứng dụng công nghệ Big Data, Data Mining, Data Analytics và Machine Learning. VietSearch sẽ là cầu nối thông tin cho kết nối cộng đồng Việt toàn cầu trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, kinh tế, thiện nguyện. Trong cơ hội lịch sử của kỷ nguyên số, nguồn lực về trí tuệ là sức sống của sự đột phá và phát triển đặc biệt là với yêu cầu xây dựng nền kinh tế số xã hội số mà đảng và chính phủ việt nam đang rất kỳ vọng đây cũng là động lực thúc đẩy giải thưởng ntdv càng phải đổi mới mạnh mẽ thu hút thêm nhiều công trình sản phẩm chất lượng tốt nhiều nguồn lực cùng đồng hành giúp sức các tài năng việt nam trên hành trình bền bỉ chinh phục khoa học và công nghệ chính vì vậy ban tổ chức ntdv rất mong nhận được sự chia sẻ đồng hành và tham gia của các bạn trẻ giới trí thức trẻ cùng tập trung trí tuệ, sáng tạo ra những sản phẩm, những giải pháp công nghệ thông tin có tính ứng dụng cao, cùng chung tay đóng góp cho một đất nước Việt Nam không ngừng phát triển sánh ngang với các cường quốc về công nghệ thông tin trên thế giới, nhà báo Phạm Huy Hoàn bày tỏ. Giới Startup Đà Nẵng hào hứng với màn hỏi đáp. Liên quan đến thắc mắc của Startup về việc sẽ được hỗ trợ truyền thông như thế nào khi tham gia Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2019, nhà báo Phạm Huy Hoàn khẳng định, tất cả các sản phẩm được lọt vào vòng trung khảo đều được hỗ trợ truyền thông một cách tốt nhất. Nhiều năm qua báo điện tử Dân trí luôn đồng hành trong công tác truyền thông với các tác giả, nhóm tác giả tham dự giải thưởng Nhân tài đất Việt. Minh chứng cho điều này, ông Lê Văn Trung, đại diện nhóm tác giả Đại học Duy Tân, giải nhất NTDV 2017 cho biết: "Cá nhân tôi từ rất lâu đã biết đến giải thưởng Nhân tài đất Việt. Năm 2017 chúng tôi dự thi với kỳ vọng lọt vào top 3. Chúng tôi mong muốn cả nước biết đến chúng tôi. Khi chúng tôi đạt giải nhất, từ một đơn vị không có tên tuổi, qua đó các bộ ban ngành đã giới thiệu chúng tôi đi tham dự các giải ở nước ngoài. Làm khó ông Nguyễn Long, Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo NTDV, một startup nêu ra câu hỏi, ông đánh giá như thế nào về các sản phẩm công nghệ thông tin ở Đà Nẵng dự thi giải thưởng NDTV? Thẳng thắn đánh giá về thực trạng các sản công nghệ thông tin tại Đà Nẵng đăng ký tham dự giải thưởng nhân tài, ông Nguyễn Long cho biết, mặc dù Đà Nẵng có các trường đại học như Đại học Đà Nẵng, Đại học Duy Tân, Đại học Đà Nẵng, Đại học PFT nhưng sức bật về trí tuệ của Đà Nẵng còn thấp, người giỏi đi đâu cả, đây là điều đáng tiếc. Ông Long khuyên các bạn trẻ, các startup ở Đà Nẵng cần mạnh dạn hơn, hãy tranh tài cùng với các sản phẩm của các vùng miền khác để thể hiện mình cũng như tích lũy được những kinh nghiệm quý báu. Nếu các bạn trẻ có đam mê, có mong muốn thì sẽ thực hiện được, ông Nguyễn Long khẳng định. Trước băn khoăn của một startup trẻ là có sản phẩm về công nghệ sinh học áp dụng trên nền tảng công nghệ thông tin thì có dự thi được hay không, ông Nguyễn Long cho hay. Bản chất công nghệ thông tin là ô cho các lĩnh vực khác nhau, chính vì thế cần phải mô tả chi tiết sản phẩm thì mới biết có phù hợp với tiêu chí dự thi của giải thưởng hay không. Một vấn, nóng cũng được các bạn trẻ trao đổi một cách cởi mở với ban tổ chức đó là giải thưởng NTDV có kết nối các startup với các quỹ đầu tư hay không. Giải đáp vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Tổng giám đốc tổng công ty truyền thông cho biết, bản thân VNPT cũng là một nhà đầu tư và cũng có quỹ để hỗ trợ phát triển cho startup tập đoàn VNPT sẵn sàng tìm kiếm và hợp tác với nhiều doanh nghiệp viễn thông lớn trong và ngoài nước để cùng phối hợp hỗ trợ các startup trong quá trình phát triển sản phẩm. Bên cạnh việc chia sẻ những thông tin về giải thưởng và sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn, chương trình giao lưu cũng mang đến cho các bạn trẻ startup nhiều thông tin giá trị từ kinh nghiệm thực tế về việc phát triển sản phẩm bắt kịp với xu thế công nghệ trong thời đại chuyển đổi số và sự bùng nổ mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là trong lĩnh vực rất hot được các startup công nghệ quan tâm hiện nay, lĩnh vực AI. Với những bài thuyết trình chia sẻ từ hai chuyên gia hàng đầu về AI ở Việt Nam hiện nay, ông Lê Nhân Tâm, giám đốc công nghệ IBM Việt Nam có bài thuyết trình về xu thế sáng tạo trên nền tảng AI và cơ hội thành công cho các startup Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số và ông Lê Công Thành, giải nhất NTDV 2016 thuyết trình về khởi nghiệp sáng tạo, từ ý tưởng đến sản phẩm, cụ thể trong lĩnh vực AI. Hai diễn giả đồng thời là những chuyên gia công nghệ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp đã mang đến cho cộng đồng startup và các bạn sinh viên những thông tin hữu ích về cơ hội phát triển sản phẩm trên nền tảng AI, chia sẻ thực tế nhất từ kinh nghiệm phát triển từ ý tưởng đến sản phẩm. Giải thưởng Nhân tài đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, VNPT và báo Dân trí đồng tổ chức. Tập đoàn VNPT cũng đồng thời là nhà tài trợ chính của giải thưởng trong suốt 15 năm qua. Giải thưởng đã phát hiện và tôn vinh hàng trăm nhân tài trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học ứng dụng, y dược, môi trường. Năm 2019 đánh dấu chặng đường 15 năm hành trình tìm kiếm và tôn vinh nhân tài của Giải thưởng Nhân tài đất Việt. Với chủ đề sức mạnh chuyển đổi số, Giải thưởng có bước tiến đột phá với việc mở rộng hệ thống Giải thưởng khởi nghiệp và đồng hành phát triển sản phẩm với các start-up Việt. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Giải thưởng NTDV 2019 có 3 hệ thống sản phẩm chính. Sản phẩm số triển vọng sản phẩm công nghệ thông tin kết nối di động sản phẩm công nghệ thông tin khởi nghiệp riêng hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin khởi nghiệp sẽ có hai hạng mục đăng ký dự thi công nghệ thông tin khởi nghiệp thành công dành cho các sản phẩm khởi nghiệp đã hoàn thiện và đã có ứng dụng trong thực tế công nghệ thông tin khởi nghiệp sáng tạo dành cho các sản phẩm khởi nghiệp đang ở dạng ý tưởng cần được hỗ trợ nguồn lực để phát triển hoàn thiện sản phẩm và tư vấn định hướng chiến lược phát triển cho sản phẩm tham gia hạng mục công nghệ thông tin khởi nghiệp sáng tạo các thí sinh có cơ hội nhận được sự tư vấn hỗ trợ tài nguyên từ các chuyên gia hàng đầu về công nghệ thông tin các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước mà đi đầu là tập đoàn VNPT. Ở mỗi hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin, các thí sinh sẽ có cơ hội nhận được một giải nhất trị giá 200 triệu đồng, một giải nhì trị giá 100 triệu đồng và một giải ba trị giá 50 triệu đồng cùng các giải thưởng có giá trị khác từ các đơn vị tài trợ. Thời gian dự thi hạng mục công nghệ thông tin khởi nghiệp sáng tạo, thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2019, thời gian phát triển sản phẩm 31 tháng 7 năm 2019. 31 tháng 10 năm 2019, công tác chấm giải từ ngày mùng 1 tháng 11 năm 2019, 15 tháng 11 năm 2019 thời gian nhận bài dự thi các hệ thống, công nghệ thông tin triển vọng số, công nghệ thông tin kết nối, di động, công nghệ thông tin khởi nghiệp thành công, đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2019, công tác chấm giải từ ngày mùng 1 tháng 10 năm 2019 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019, lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam được truyền hình trực tiếp trên sóng đài truyền hình Việt Nam, nơi nhận hồ sơ đăng ký. Báo điện tử VN Media, tầng 14, tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Các thông tin về Giải thưởng Nhân tài đất Việt Nam 2019 sẽ được đăng tải đầy đủ trên website chính thức của Giải thưởng tại địa chỉ http nhantaidatviet trên trên vnptvn -E hoặc địa chỉ http trên trên vnmedia việt nam và http trên, trên Dân việt nam bài khánh hồng ảnh khánh hiền video công bính